Thế nó còn vàng nữa. Mẹ không có chỉ vàng nhất là có cá lục ngư. Sơ chế được rồi. Hôm nay ngoài kia là kia đang mưa, em đã cho vào tốt. Không phải các bác thôi rồi, cá hải sản không có chỗ là cắt cái cua. Còn trẻ của các bạn. Đang mưa. Chế tạo rồi mà cháu. Cái này cái kim không? Có liệu mình lấy được cái liệu dòng được không? Thế nào cái gì cái này? Cái kim gì chứ? Cái gì đẹp ăn của nó? Cái gì đó? 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 Mua hàng bên kia thì yên tâm, không lo bị đổ chát hàng đấy chị nhá. Và khi là cơ hàng phát tập quay cho khách hàng của bên kia thì nó lại không mua rồi, không mua rồi. Chị nghe vừa mua nè. Em chào mọi người đang xem nhá. Ôi, vứt luôn cái này vào đây trong cân luôn này. Vứt luôn cái này vào đấy này, trong cân này. Ớt tôm không em? Ớt tôm không? Một cân mấy? Rồi cái phần thịt cắt chân ra đấy, thịt đã tỏi ra hết rồi ạ. Cua các bác yên tâm mua với cả Phúc Hải Sản luôn luôn là đeo một cái mã siêu cua King Crab và cái mã vạch là 0784. Đây, em cắt phần sơ chế đây. Cua rất khỏe mọi người nhá. Còn cua bé trong bé là gạch rất nhiều, rất là vàng anh chị ơi. Rất vàng nhá. Đây là gạch của cua đây ạ. Đây
quay phát vào máy rồi cho bác về. Để phát xuống. Đây là phần gạch của cua mọi người nhá. Đây là phần gạch của con cua Hoàng Đế kinh ghép đấy ạ. Các anh nhìn này, gạch phần cua rất là nhiều gạch luôn, rất thơm. Cái con cua thì nó chính chỉ bỏ lớp phổi này như thế này thôi anh chị ơi. Hai bên phổi của con cua đây em tận tay luôn nhá. Chỉ có một chiếc kéo sắt thật sắc là cắt được con cua. Thời gian con cua Hoàng Đế thì bên em luôn luôn là vẫn là nước đun sôi rồi em cho bia sau xả, rồi cho con cua lên hấp trong một thời gian của nó đúng là 22 phút hoặc là 20 phút là chín rồi ạ. Các bác đừng lên hấp quá thì nó sẽ bị lát thịt. Giờ của con cua thì mất cái hương vị. Thời tiết nóng các bác rất là các bác nhiều ăn nhiều cua Hoàng Đế. Đây con cua nhìn là ban em đã sơ chế xong rồi ạ, làm sạch rồi ạ. Xin chào tất cả các quý khách hàng anh chị. Các ấn sâu vào bên trong thì nó sẽ đấy, đấy các bác nhìn này, đấy, cua rất nhiều tiết nhưng chẳng qua là con cua rất nhiều thịt. Nhiều vậy không các bác ơi. Em chỉ mổ cái này ra rồi em mổ cái này phần này ra rồi em bỏ cái phần phổi này ra, không ăn được cái này nhá các bác. Đây nó giống kiểu mang cua mang cá đấy ạ. Hai bên vỉa nó. Đây gạch ở trong này rất là nhiều đấy các bác nhá. Biển này. Đấy. Các bác ai có nhu cầu cứ liên hệ với cửa hàng Phúc Hải Sản chúng em ạ. Đây em bỏ ra các bác xem luôn, bỏ ra thực tế luôn, làm sạch luôn cho các bác. Mình sẽ bỏ luôn xuống đất để trồng sạch. Vì gieo trước thì em làm thì các bác thông cảm, tại vì là con cua nó chảy nhiều nước, tiết cua khách ăn rất là khen ngon, đậm đà và ngọt và thượng ăn rất mát ạ. Phải tiết mùa hè này thì thật sự là ăn tiết canh cua thì rất là hảo hạn. Cua Hoàng Đế thì mệnh danh là cua ngon nhất của thế giới, rất là ngon các bác nhá. Hàng bên em đảm bảo và chất lượng bao ăn bao ốc đổi một đổi một. Các bác nhìn con cua thì biết, nhìn các bác nhìn em cắt cho bác em xem, các bác chọn cắt con cua nào mà ngon nhất mà chất lượng nhất. Cua nhà em thì chỉ bán một loại thôi ạ, là cua đỏ của Nga. Các bác nhìn em làm sạch con cua trắng tinh, ai cũng muốn ăn. Các bác mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên này cửa hàng Phúc Hải Sản hoặc truy cập vào website phuc.com ấy. Bên em luôn luôn có những các chương trình giảm giá đặc biệt cho các ngày cuối tuần. Đây, các bác. Con cua em đã chế biến trong vòng có như một nốt nhạc thôi ạ. Đã xong. Gạch rất là nhiều luôn. Đây các bác, con cua này nhá, em nó thật đảm bảo con này khách hàng ăn đảm bảo uy tín. Các bác nhìn hai cái chân cua em rất là cao, rất là nhiều thịt luôn. Toàn thịt là thịt rồi các bác, chúng đều luôn. Rất là tươi. Thì ngoài ra là Phúc Hải Sản em hấp thì cho 3 lon bia và một chút xả, một ít gừng. Gừng thì em đã cho vào để hâm cho nó thơm rồi. Hiện nay các bác nhìn là trực tiếp cho em nhá. Em quay đây để anh mở luôn cho tao cho vào luôn. Đây. Các bác đừng tiếp một like, một chia sẻ ủng hộ cửa hàng Phúc Hải Sản nha. Ôi, tắt đi. Cua Hoàng Đế tươi ngon luôn các bác ạ. Đảm bảo uy tín chất lượng loại 1. Wow, cho to cho bác. Cũng là một khách luôn này chị nhá. Các bác xem là gạch này, gạch của con cua, gạch rất là thơm. Đây là con cua Hoàng Đế 4kg các bác ạ. Đây, 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 đ
Em chào 15 người đang xem ạ. Mọi người đang xem đừng phí một lượt chia sẻ và một lượt like ạ. Cho em xin một lượt chia sẻ để giới thiệu cho mọi người hàng xóm kế bên ạ. Để tiếp kênh mọi người nhá. Trung. Bỏ lắm một tay cho mọi người xem tích kênh. Đây ạ, tích kênh nhà em đây ạ. Đồng như tạch luôn ạ. Rồi đóng đi chú. Dạ chị Lê Thơm ơi, cua Hoàng Đế là hiện nay em bán là 2.050.000 một cân ạ.